Nghe đồn mới là thầy Bảy hả, linh ghê lắm, mới xin sỏ ông được 3 cái cẩm nang làm ăn buôn bán. Ông nói hả, thực hiện theo đúng cái cẩm nang này là coi như là quán bắt khách luôn rồi đó. Bây giờ mình phải lấy một cái cẩm nang màu xanh ra, mình có cái gì rồi mình thực hiện theo đó. Trời ơi, chữ như một con kiến, phải ráng mà coi thôi. Khách đến là phải vui lòng khách đến, chiều lòng khách đi. Này sao dễ ẹt, phải có chiêu trò khuyến mãi. À, có rồi, bán nước thì có đồ tặng rồi. Cẩm nang thứ nhất mình sẽ thực hiện. Anh Đậu. Em mời anh Đậu ngồi. Cô Màu mới kêu cái gì, xưng cái gì? Em xưng em với anh Đậu đó. Sao tự nhiên hôm nay Màu xưng em với tôi, ghê vậy? Thương thay cho phận đàn bà, dù bao nhiêu tuổi cũng là đàn em. Dạ, anh ngồi. Dạ. Hôm nay uống nước trà có khuyến mãi đó anh. Uống nước trà, ăn hộp dưa, khuyến mãi hộp mít. Ngộ vậy hả? Em đố chết cả cái làng, cả xã này có cái quán nào mà khuyến mãi được như em không? Quán nước thị bầu mới có khuyến mãi như vậy thôi đó anh. Bộ kiến hay rận nó cắn cô mà cô ngoe ngoẩy kìa. Không phải kiến, không phải rận. Chỉ cực vậy trời. Dạ bắt buộc thôi. À, mấy cho tôi uống nước rồi khuyến mãi gì đó thử đi. Mà màu này bà lạ vậy ta. Dạ đây, hộp dưa thì tính tiền, nước trà thì tính tiền, nhưng hộp mít không tính tiền. Dạ mời. Không mấy giờ cái ly này tôi mời cô Màu uống trước đi. Dạ bị tôi thấy cô Màu cười quá trời cười luôn. Dạ bắt buộc, cẩm nang kêu vậy đó. Bắt buộc à? Dạ, dạ ăn đi ạ. Dạ ăn ạ. Mày phun hột dưa vô người tao đi nghe. Một lát tao tính tiền, mày phun hột dưa vô bát mặt tao cho mày biết nè. Dạ dạ cứ ăn thoải mái. Dạ anh ăn thử hột mít đi. Mít này đặc biệt là tố nữ đó người ơi. Tố nữ kệ cái đâu, thấy bình thường mà. Đâu có, cực khổ lắm. Em hãy đi vô nguyên một cái rừng mít vậy đó mà em lựa ra được 10 trái mít tố nữ thôi. 10 trái mít hả? Dạ 10 trái mít tố nữ rồi xong em đem về nhà. Em lấy da em chẻ ra rồi ruột mít tố nữ đó anh. Em dốt, em chỉ lấy hột thôi. Chết cha, đi vô đây khát nước quá rồi, vô làm liều chứ đâu có đồng nào đâu. Anh ơi, anh nói gì vậy? Đâu có nói gì đâu. Dạ. Tôi nói trời hột mít thì nó... Ui da cha, hột mít ngon quá anh. Cô trời nhìn hả, nó trắng nõn trắng nà mà nó béo nó bùi vậy đó, y như cô ạ. À, xong rồi hả, tính tiền đi về hả anh? Ui cha, ui cha, ui cha, ui cha, a cha, a cha. Chết rồi cô Màu ơi. À dạ anh sao vậy? Ủa dạ anh phải nói cho em biết anh sao vậy. Cô đó nghe nè. Dạ. Tôi thực nhớ rồi. Sao anh? Ông nội tôi ông nói là hình như là nếu như mà ăn hột mít này nè với lại hột dưa này nè là cái chiêu này là ngày xưa mà Tam Tạng mà chị Tô Ngộ Không hay sao á, ăn vô là nó quặng đó. Ủa hột dưa với hột mít ăn vô trong người không được hả? Không được, hình như nó kỳ cái gì á. Trời ơi, chắc tính tiền của ông Màu à. Thôi đừng tính tiền. Phải tính tiền thôi. Dạ không em phải cho tính tiền rồi. Em cho, em lấy cái không, tiền. Cái gì cũng vậy, phải tính tiền. Dạ không. Để tôi coi cái bụng tôi đau, tôi sẽ nói với mọi người là do ăn hột mít của cô. Dạ thôi đừng nói. Phải tính tiền thôi, phải tính tiền. Dạ thôi đừng nói. Ủa chà. Ê, bây giờ vậy nè, bây giờ cái tiền anh tính á, anh lấy về mua thuốc thang đi nha. Phải kiểm chứng kiểm tra đàng hoàng. Dạ. Con có phải là do hột mít với hột dưa làm cho tôi như vậy không? Hai thứ này ăn. Dạ thôi anh cứ lấy về kiểm chứng đi. Ôi da. Trời ơi. Ôi da. Đừng nói là do quán của em làm như vậy. Ôi nha. Ôi da. Trời ơi. Hột mít ngon quá. Trời ơi, trời ơi, phòng tin đậu đừng có bị cái gì, nó bị gì đổ thừa là tại vì ăn hột mít của mình là chắc mình chết luôn quá. Màu. Ồ. Yes. Anh tới quán em. Hôm nay quán em có khuyến mãi đặc biệt, trà miễn phí không tính tiền. Sướng vậy đó hả? Dạ. Màu pha cho chết ly trà đi, để chết làm gì cho tỉnh táo đi.
mệt mỏi quá. Dạ, ngồi đây nghe. Để cho mà. Gì vậy Mậu? Cho em pha trà Mậu. Đợi một chút nha, để suy nghĩ có uống trà gì ngon. Mậu ơi, ủa đâu rồi? Hả? À, có trà nè. Wow, trà thơm quá. Trà thượng hạng nè. Trà ngon đây, ghé tờ uống trà ngon đi, ghé tờ. Ghé tờ, trời hư ghê, gió mát tăng thanh cái ngủ hà. Ghé tờ. Dậy uống trà ghé tơ ơi. Ghé tơ dậy uống trà. Khách đến uống trà phải tính tiền. Ngồi hơi bị lâu. Là sao ta? Có nghĩa là khách đến đây, khách uống trà, mà khách ngồi lâu thì mình phải tính tiền giờ. Nhưng mà khách thường thường khách tới, tới uống trà, uống xong rồi về. Ai hơi sức đâu mà ngồi để lâu tính tiền giờ. Cái này là sai rồi, chỉ có khi nào mà khách ngủ á thì mới lâu. Ủa, ngủ, 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 thuốc ngủ. Sao bây giờ làm sao đây? Tôi bây giờ làm sao đây? Rồi sao, 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 tại tự chết tỉnh rồi hả? Mau. Chẳng lẽ thuốc này vô tác dụng vậy sao? Nhiều tiền nghe với trả. Không tính tiền, không tính tiền. Tỉnh lại là mừng rồi. Ôi chết về nghe. Ôi chết về. Hết hồn luôn à. Tưới cho cây cỏ tươi xanh hả? À, đừng có tưới màu nha. Ừ. Ủa Vết ơi. Hả? Vết tưới làm cái gì vậy Vết? Từ từ xong mày làm nói cho. À. Biết này gì không? Cái này là nước tưới cây hả? Phải đâu, là xăng. À, xăng để làm nhiên liệu để cho máy bay phải không? Đúng rồi, Màu thông minh thiệt á. Mình phải đốt lửa để tạo năng lượng sạch rồi mới đầu mình cung cấp vô cái cỗ máy thời gian để mình về. Ôi vậy thì còn nữa kìa, đổ nó hết đi, đổ nó hết đi. Hả? Đổ nữa đi. Để được nhiều năng lượng chứ ha. Đổ nè. Đốt từ ở đâu vậy? Đốt hả? Đốt bằng này luôn nè. Hả? Ở đây nè. Đốt bằng tôi hả? Ừ. Trời ơi, vậy là bị bệnh mộng du rồi. Đừng có đốt. Trời ơi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi. Trời ơi, trời ơi. Màu, màu bị gì vậy Màu? Mặt màu dễ thương quá. Còn hỏi hả? Cái bệnh mộng du của Vết á, mến hại tôi rồi, biến. Ai biến là đi về hả? À, thì đi về. Phát minh thành công rồi, đi về nha. Trời ơi, trời ơi. Cũng may là chưa chết. Hai cẩm nang thất bại rồi, giờ còn một cái cuối cùng. Đi lẹ chương đen nó thấy nó bắt lại là chết. Đi đâu vậy con? Con đi con đi đâu rồi? Đi đâu thấy mày sao đụng lén lén lúc vậy? Hả? Con bình thường mà. Đi đâu không ở nhà ăn cơm? Cơm hoài, ăn ngán chết nội ơi. Không ăn cơm nhà thì ăn ở đâu? Muốn biết hả? Ngó mặt mày sao? Đang đi đâu? Tiểu cực. Tao hỏi mày mày mắc là lợi gì hả? Hả? Sợ con đen, sợ con đen. Vậy nè. Hôm qua nhà bưng quán con Màu. Quán con Màu dạo này có những cái món lạ lắm nội. Nhắc tới là nước miếng, nước bọt mà nó chảy. Ăn cơm ngoài ngán quá. Nội cho con đi cái có gì con đen nó hỏi á. Nó nói con đi ruộng rồi nội nha. Nha. Con đi nha. Nha, nha, nha. Chà. Hiểu sao cái quán con Màu lúc này thanh niên ưa tụ tập vô quán nó. Chắc nó bán thức ăn ngon không ta? Hút vô cái là xin mời hai thực khách cùng đứng lên nhảy múa về.
chà, dở mấy cái chiêu này, hèn chi cái tụi thanh niên trong làng không mê mẩn nó sao được. May quá bây giờ, bây giờ là lên là tới Thiêm Đình rồi. Đậu xuống đi, đậu, đậu, đậu đâu vậy đậu? Không biết, thấy đâu nghĩ gì vậy à. Không để cho nó phá, nó phá cái làng Văn Minh này được. Được rồi, mau về đây. Không về, không về. Tất cả tất cả, Dung nghe hay rồi, không đừng nhấn chút. Ôi quên, nhúng nhích. Đứa nào mà nhúng nhích bắn khen khen khen. Đây, mở nhạc lên. Ủa ông là ai vậy? Ta là quản lý cái làng này. Hả? À, trời ơi, mọi người bày ra cái trò này mê một đứa thanh niên như vậy. Trời đất ơi, cái tội này là xứng đáng để cẩu mã phanh thay. Ủa quên, ngủ mã phanh thay. Ông tha lỗi cho tôi đi. Lần này là lần đầu tiên tôi làm mà. Tôi sợ lắm, tôi không dám làm đâu. Tha cho tôi nha. Làm gì là giết chết thanh niên không? Tôi không có biết. Nói cho người biết không? Ủa ông nội? Ủa ông nội? Ủa Phi? Bác Ba Phi. Trời ơi, làm người ta hết hồn mà tưởng là quản lý làng. Thôi bây giờ nói nghe nè, cái chỗ này là cái chỗ thanh niên trai tráng. Bác Ba Phi già rồi, bác Phi về về. Thôi, bây giờ tôi tới rồi, có gì khuyến mãi ông nội tôi luôn đi. Giúp đi. Mai là tao á, nghe tao biết được là tao bày ra cái trò này á, tao vô đây này tao chận bay lại á, để bay sai bay phê vậy rồi á, biết bay còn làm cái trò bậy bạ gì nữa. Mà gặp quản lý làng thiệt là coi như là tội tụi bay là xử phạt nặng lắm á. Tội này nặng lắm hả? Cái gì nữa? Có gì đâu, có mê hồn trận gì thôi mà. Mê hồn trận mà cho hút cái gì đây? Hút cái này là hút mê hồn trận làm ngao trai phai. Hút riết rồi bay mục xương đó, cái thứ này nó độc hại lắm đây nè. Trời ơi, sao ngu dại dữ vậy? Đạo người ta là phải thanh tâm, thanh tịnh. Nhưng mà tôi nói cho bác Ba nghe nè, cái này là chẳng qua tôi muốn làm ăn buôn bán thôi, chứ tôi đâu có nghĩ là nó độc hại gì đâu. Chứ giờ bác hỏi đi, bây giờ thời buổi như vậy nè, làm sao mà kiếm tiền dễ dàng? Quán phải cho đắt, mà quán tôi ha để bình thường nó ấy nhệ à. Trời ơi, trời, bác nghĩ cách gì nữa cho nó văn quá chút xíu chứ. Cách gì bác nghĩ đi. Làm như đây vô tình là hại thanh niên đó nè, kiếm lời bỏ túi mình mà vô tình giết chết người khác. Đây nè, cách này gì mình làm, hay mình làm cái quán trà mà nó ngon, nghe không? Bình tích, bình ấm này nọ, nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ. Rồi cái mình tổ chức văn nghệ, cái nhà lá vườn, người này hát cho người kia nghe. Có nghĩa là mở một quán trà, muốn có khách á, cần thiết á là trà phải thiệt là ngon. Đúng. Quán là khung cảnh thiệt là trữ tình lãng mạn. Đúng. Và chúng ta tổ chức văn nghệ, đó, hát với nhau. Có quán trà mà đi văn nghệ nó đàng hoàng như vậy á, thì người khách đầu tiên biết là ai không? Dạ ai ạ? Bác. Bác đến là ủng hộ nha. Nó rủ thêm bạn bè nữa. Con xin lỗi bác Ba, xin lỗi hai anh nha. Bác Ba đưa hai anh đi vòng vòng rồi uống nước cho nó khỏe vô đi, rồi tỉnh rồi đưa họ về. Con Đen nó biết cái vụ này rồi ha. Trời ơi, nó xé mày ra, nó tướng mỏng. Ở đây vậy? Ngọc Hoàng rồi vui về gặp vậy? Nó xé mỏng rồi đi xuống địa ngục rồi. Kiếm Sương Ba đá đi. Kiếm Sương Ba đá xuống đi. Ba Cẩm Nang đều dở hết, Ba Cẩm Nang. Đồ cho thầy bói tào lao.